Kính thưa quý thính giả, trong chương trình sáng ngày hôm nay, chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đến từ tổ chức BPSOS sẽ cùng tham gia cuộc hội luận. Thưa anh Thắng, chuyến đi vừa qua của Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris, thưa anh, theo những thông tin và theo những đánh giá của Việt Nam cũng như là những người mà họ theo dõi tình trạng nhân quyền á, họ nói rằng là bà Kamala Harris khi mà tới Việt Nam nói chuyện với giới chức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bà cũng có đề cập về vấn đề nhân quyền nhưng nó quá yếu và gần như là không có thay đổi được bất cứ điều gì đối với cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Thì anh nghĩ sao về cái vấn đề này thưa anh Thắng? Mình nghĩ là cái nhận định nó không sai, nhưng có thể nó chưa đủ thôi. Đáng nhẽ thứ 5 tuần rồi thì bên Tòa Bạch Ốc có một cái cuộc họp với chúng tôi để mà cập nhật về cái chuyến đi của bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Nhưng mà đến phút chót là do có cái vụ nổ tại phi trường Kabul đó, thì toàn bộ Tòa Bạch Ốc họ phải huy động để mà trả lời báo chí và đối phó với cái hậu quả đó, thành ra họ đã phải hủy vào cái phút chót. Và ngày mùng 2 tháng 9, tức là thứ năm tuần này, thì họ lại sẽ có cái cuộc tường thuật lại cho chúng tôi chi tiết hơn. Thì lúc đó chúng tôi có thể biết rõ hơn để mà trình bày lại với lại đồng hương. Nhưng mà nhìn theo cái nhận định của chúng tôi dựa trên những cái thông tin trên báo chí đó, hoặc là công khai đó, thì tôi e rằng là bà Phó Tổng thống Mỹ đã không lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền và không đi vào cụ thể. Nội cái việc mà bà Harris chọn gặp một số người gọi là đại diện xã hội dân sự đó, thì lại chỉ gặp những cái xã hội dân sự mà được nhà nước cho phép hoạt động chính thức trong những lĩnh vực mà không bị cấm đoán, như là vấn đề môi sinh, vấn đề quyền của những người chuyển giới này kia vân vân. Thì đó, nhà nước không xem những cái vấn đề đó là những vấn đề có thể làm lung lay được cái chế độ, thành ra họ cho phép nhưng họ kiểm soát rất kỹ. Chúng tôi biết ngay cả trong cái lĩnh vực mà bình đẳng giới thì có những cái nhóm hoạt động không được cấp cái giấy phép hoạt động chính thức và họ cũng bị gặp rất nhiều khó khăn, trong khi một số khác thì có cái tinh thần hợp tác với chính quyền và đã được cấp hoạt động chính thức. Và rất tiếc là bà Harris đã chỉ gặp những thành phần mà được cấp hoạt động chính thức, nghĩa là cái sự lên tiếng của họ rất là hạn chế, nghĩa là họ tự giới hạn lại cái sự tranh đấu của họ để làm sao không làm mất lòng nhà nước. Còn những cái người mà chúng tôi nghĩ rằng nên gặp, cần gặp đó là những cái nhà hoạt động xã hội dân sự không được phép hoạt động, bị trấn áp, thân nhân của những tù nhân lương tâm vân vân thì lại không được gặp. Tuy nhiên, tôi đang chờ cái cuộc tường thuật của Tòa Bạch Ốc và bên Bộ Ngoại giao để xem cái cấp dưới trong cùng phái đoàn với bà Harris có lên tiếng hay không. Bởi luôn luôn là khi một vị mà cao cấp như vậy đó đi công du đó, thì có một cái phái đoàn rất lớn, những chuyên gia về từng lĩnh vực một, về vấn đề thương mại, về vấn đề quân sự, về vấn đề nhân quyền vân vân đi kèm. Và nhiều khi trong những buổi họp bên lề của cái cuộc họp chính đó, giữa bà Harris và giới lãnh đạo Việt Nam đó, thì có những cái cuộc họp cũng rất là cao cấp, nhưng mà cấp dưới, cấp bộ hoặc là dưới bộ một chút thì họ nêu những vấn đề đó. Chúng tôi đang chờ cái cuộc tường thuật từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như phía Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ để xem chuyện đó nó xảy ra hay không. Cái điều mà tôi biết là nhân viên Tòa Đại sứ Hoa Kỳ Việt Nam có tường trình cho bà Harris về nhiều cái lĩnh vực nhân quyền khác nhau và phái đoàn của bà trước khi mà có những cuộc họp với lại phía Việt Nam. Tuy nhiên sau đó họ có nêu những vấn đề đó lên hay không? Thì ít ra có một lĩnh vực mà tôi biết rằng đã được nêu lên, đó là lĩnh vực chống buôn người. Bà Phó Tổng thống Harris được cập nhật thông tin về số chị em phụ nữ bị kẹt ở bên Ả Rập. Chúng tôi không biết rằng bà ấy có nêu trực tiếp với phía chính quyền Việt Nam hay không, nhưng mà liền sau đó, trong cùng ngày, cái ngày đầu tiên mà bà Harris gặp giới chức cao cấp của Việt Nam, thì cũng cùng ngày thì có cái chỉ thị từ Bộ Ngoại giao yêu cầu các tòa đại sứ Việt Nam ở Ả Rập Xê Út là phải giải quyết cho các cái chị em lao động về cùng chuyến chuyên cơ với lại cái đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trước đây thì không hề có chuyện đó, mặc dù chúng tôi kêu gọi phía Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng. Thì tôi nghĩ rằng là ít ra nó có một cái ảnh hưởng, là chúng tôi thấy được ngay cái kết quả của cái ngày đầu tiên tiếp xúc giữa bà Phó Tổng thống và giới cao cấp của Việt Nam. Thì cái đó cũng là một cái chúng tôi cần phải ghi nhận. Thưa anh, chúng tôi mong rằng là trong 2 tuần nữa khi quay trở lại chương trình này, chúng tôi sẽ có thêm thông tin về cái chuyến công du Việt Nam của bà Phó Tổng thống Harris, cũng như cái tình hình nhận định cư người tị nạn di dân hoặc là đặc miễn của những đồng minh Hoa Kỳ là từ Áp Phúhãn. Hoa Kỳ đã đưa được khoảng 115.000 những người Áp Vũ Hạn đến Hoa Kỳ trong vòng 2 tuần lễ. Đó cũng là một cuộc di tản chớp nhoáng. Chưa kể là 30.000 người Áp Vũ Hạn được các quốc gia khác, như là các quốc gia bên Liên Âu đó, họ cũng đưa về đất nước của họ. Thì tổng cộng khoảng 150.000 người Áp Vũ Hạn đã được di tản trong 2 tuần cuối trước khi mà Taliban hoàn toàn chiếm được đất nước Áp Vũ Hạn, chiếm luôn cả cái phi trường. Dạ vâng, xin cảm ơn Thắng và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào lần tới. Xin kính chào anh.